Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục Đào tạo, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, ngành giáo dục đào tạo đã tiếp tục gặt hái được những thành tích đáng ghi nhận, góp phần vào hoàn thành mục tiêu phát triển theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 16 đã đề ra. Và trong chuyên mục giáo dục đào tạo ngày hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Thị Hương, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, với những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước toàn ngành giáo dục giai đoạn 2015-2020. Trước hết, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một phóng sự tổng hợp sau đây. Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của các phong trào thi đua, trong thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Trị đã triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó trọng tâm là phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. Phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động, mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Phong trào thi đua xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà. Phong trào xã hội hóa giáo dục. Đồng thời tích cực tham gia phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo. Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề của năm học, ngành giáo dục và đào tạo phát động phong trào thi đua với nội dung cụ thể. Nhiều đơn vị trường học đã cụ thể hóa tiêu chuẩn thi đua, thực hiện phương châm công khai, dân chủ, chính xác trong xét khen thưởng. 5 năm qua, công tác chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động đã khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua, tương thân tương ái, cố gắng phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vâng, thưa tiến sĩ Lê Thị Hương ạ, có thể nói rằng phong trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục đã tạo được một sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Vậy thì bà có thể cho biết một số kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục giai đoạn 2015-2020? Trong giai đoạn từ 2015 đến 2020, ngành giáo dục đào tạo Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo để nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện trong toàn ngành. Bên cạnh đó thì chất lượng mũi nhọn tiếp tục được phát huy và có những cái bước khởi sắc trong giai đoạn vừa qua. Ngành đã tập trung chú trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Bên cạnh đó thì ngành đã chú trọng và tập trung để chỉ đạo thực hiện tốt cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Một vấn đề quan trọng nữa là cái phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong toàn ngành đã được đẩy mạnh. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều cái mô hình hay, nhiều cách làm sáng tạo, đặc biệt là có nhiều điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương về giáo viên, học sinh có sức lan tỏa lớn trong toàn ngành. Nhờ vậy mà trong cái giai đoạn 2015-2020 thì toàn ngành đã có 6 nhà giáo ưu tú được trao tặng. Có 13 tập thể và 6 cá nhân được đón nhận huân chương hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Và nhiều tập thể, nhiều cá nhân được nhận cờ bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vâng, thưa tiến sĩ Lê Thị Hương, trong các phong trào thi đua yêu nước nói chung thì cũng phải kể đến các cái phong trào thi đua như là dạy tốt, học tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Từ các cái phong trào này thì đã tạo được cái sức lan tỏa như thế nào ạ? Trong cái giai đoạn vừa qua thì cái phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phong trào đổi mới sáng tạo trong toàn ngành đã được đẩy mạnh và nó vươn lên một cái tầm cao mới. Từ cái phong trào này thì có nhiều cái giáo viên, nhiều học sinh, tên tuổi của họ đã làm rạng danh cho ngành giáo dục, cho các tập thể và đặc biệt là cho quê hương Quảng Trị. Có nhiều cái giáo viên đã thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của mình, năng lực của mình để làm tốt các cái nhiệm vụ dạy và học tại các đơn vị nhà trường. Nhiều em học sinh đã có thành tích rất là nổi bật
trong cái phong trào, các cái cuộc thi mà do các cái cấp đã tổ chức, và chính các em đã làm rạng rỡ thêm cái truyền thống và cái thành tích của ngành giáo dục tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, dù khó khăn đến đâu thì cũng phải thi đua, dạy tốt, học tốt. Thực hiện lời dạy đó, nhiều năm qua, ngành giáo dục đào tạo Quảng Trị cũng đã triển khai có hiệu quả. Và từ phong trào này, cán bộ giáo viên, học sinh ở các bậc học đã không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong dạy và học. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc. Sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh nhà cũng đã có những thành tích quan trọng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ một vài điển hình tiên tiến qua phóng sự sau đây. Trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, toàn ngành giáo dục và đào tạo Quảng Trị đã có hàng trăm cán bộ, giáo viên tiêu biểu. Một trong số những người giáo viên tiêu biểu đó là cô giáo Hồ Thị Táo, giáo viên trường mầm non xã Tà Rụt, huyện Đắk Rông. Đối với nhiều thế hệ cán bộ giáo viên từng công tác ở trường mầm non xã Tà Rụt, huyện Đắk Rông, câu chuyện nỗ lực vượt khó của cô giáo Hồ Thị Táo trong công tác chăm sóc, dạy bảo trẻ mầm non đã lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp về sự hy sinh, cống hiến của người giáo viên cắm bản. Đóng chân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, không quản ngại những khó khăn vất vả, đường xá xa xôi, bất đồng ngôn ngữ. Cô giáo Hồ Thị Táo đã tìm tòi nghiên cứu những phương pháp dạy học phù hợp với trẻ em vùng cao, khơi gợi, khuyến khích được tinh thần đến lớp của các em. Từ đó, giúp lớp học luôn đảm bảo sĩ số, chất lượng dạy và học được nâng lên mỗi ngày. Điều hạnh phúc nhất hiện tại của tôi chính là tôi được công tác tại một môi trường rất là tốt, là được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, chị em đồng nghiệp và đặc biệt là sự tin tưởng của phụ huynh. Và điều hạnh phúc một hơn nữa của tôi đó chính là nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên vô tư của trẻ thơ giúp tôi có động lực trong quá trình công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, là một điểm nhấn nổi bật mà ngành giáo dục Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua. Từ phong trào đã tạo bước chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động thực tiễn trong cán bộ giáo viên và học sinh. Nhờ vậy, kỷ luật lao động, quy chế chuyên môn, nề nếp của nhà trường luôn được thực hiện nghiêm túc. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ giáo viên được giữ vững và tôn vinh. Trong phong trào này, cô giáo Trần Thị Mỹ Tuyết, giáo viên trường mầm non Do Hải, huyện Do Linh là một trong những điển hình tiên tiến của ngành giáo dục Quảng Trị. Vượt lên hoàn cảnh, khắc phục khó khăn, cô giáo Trần Thị Mỹ Tuyết đã tham gia cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến và gặt hái được thành công ấn tượng. Cô là một trong hai thí sinh của tỉnh Quảng Trị vượt qua gần 500.000 lượt thí sinh tham gia cuộc thi để xuất sắc giành giải 4 chung cuộc. Khi vùng khó thì điều kiện tiếp xúc với cái tài liệu thì rất là khó khăn, nên không có cách nào khác là bản thân tôi tự tìm tòi, tự mài mò. Với bao cái sự phấn đấu của mình thì đến đích đó là bản thân tôi cũng đã đạt được một cái số kết quả nhất định, và đó là thực sự là một cái niềm vui và cái niềm tự hào và cũng là cái động lực để bản thân tôi có thể tiếp tục. Thưa tiến sĩ Lê Thị Hương, bà có thể cho biết để đạt được những cái kế hoạch đặt ra trong thời gian tới thì ngành giáo dục sẽ tập trung vào những cái giải pháp gì ạ? Phát huy những cái kết quả nổi bật của ngành giáo dục đào tạo trong thời gian vừa qua, đặc biệt là tiếp thu cái truyền thống của những điển hình tiên tiến trong các cái giai đoạn trước và giai đoạn này. Thời gian tới thì ngành giáo dục đào tạo sẽ nỗ lực quyết tâm đoàn kết nhất trí để thống nhất trong toàn ngành, tập trung chỉ đạo để hoàn thành các cái nhiệm vụ trong cái giai đoạn mới theo cái trọng trách và trách nhiệm mà được lãnh đạo cấp giao cho. Trước hết thì chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo để thực hiện tốt cái nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, thực hiện các cái chủ trương về đổi mới chương trình sách giáo khoa theo cái yêu cầu mới của Bộ Giáo dục. Đối với ngành thì tiếp tục xây dựng cái phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong toàn ngành,
bước qua một cái giai đoạn mới. Trên cái cơ sở là tập trung để chỉ đạo tốt cái phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt trong các nhà trường. Đồng thời làm tốt hơn nữa cái công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời động viên, nhân rộng và lan tỏa những điển hình tiên tiến tiêu biểu trong toàn ngành. Từ đó để có thể giúp cho ngành giáo dục đào tạo, các đơn vị nhà trường làm tốt hơn cái công tác của mình, phát huy được những cái truyền thống mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng mà mình phải vun đắp để gìn giữ. Vâng, xin cảm ơn bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, tin tưởng rằng với những kết quả đạt được trong 5 năm qua thì ngành giáo dục đào tạo Quảng Trị quyết tâm phấn đấu, nỗ lực thi đua, lập được nhiều thành tích mới, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quê hương Quảng Trị anh hùng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục giáo dục và đào tạo kỳ này. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.